Ui dạ. Đi rửa mình cái cà lược này. Cắt được này luôn. Lấy tạm được khá chanh đi. Cầm ở lượt cái nó mỏng mỏng quá rồi đi cầm lại cái này thấy dày không? Phương thấy vậy không? Thằng Cường đâu có biết cảm giác này đâu. Lưu lê không có lượt. Ôi rẻ tiền. Ê, chú cứ đùa. Đúng rồi. Mỹ nhưng mà là Mỹ Đình. Tông đơ em biết rẻ đó, tao tưởng là đồ Trung Quốc. Không chỉ riêng mình em đâu, rất nhiều người nói, nhưng mà không phải. Anh này là anh quen, anh biết anh này, anh lớn hơn anh 2 tuổi. Mà giọng này có mix lại rồi, có mix lại hết chút xíu rồi. Mới ra được vậy, chứ giọng thật ở ngoài ổng không được vậy đâu. Anh mà có phước anh đọc cái này là cũng ngon á. Hạnh Quang, anh này tên Hạnh Quang. Nhiều khi mình nghe Pháp á, cái giọng đọc nó quan trọng lắm á. Nhiều khi á, nghe cái giọng mà nghe cũng kiểu là nó ấm áp hay gì đó, mình nghe mình cảm thấy nó mình cảm thấy nó vô kinh vô Pháp vô đầu, còn mình nghe cái giọng nó ấy quá, nhiều khi mình nghe mà cũng hơi rén. Kẹp dịch đi em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái giọng cái giọng rất là đẹp. Cái giọng của anh đọc rất là đẹp. Của anh ở nhà với giọng anh chưa? Giọng rất là đẹp. Nên nhiều người qua đây họ nghe họ thích lắm. Hát của anh thích lắm. Họ thích rồi về họ mở họ nghe. Từ đợt đầu tiên tới đây em cũng đang nghe 2 bài thuyết pháp của thầy Hòa Thượng Định Không. Đúng rồi. Thank you.
Bữa giờ giờ mới sắp xếp rảnh đi cắt tóc á hả? Bệnh nữa hả? Ủa mưa đó hả? À, mùa này ủa Đài Loan có mưa rồi hả? Mà em đi Đài nào? Đài Bắc thì anh Đức cũng bữa hồi năm ngoái anh Đức cũng đi Đài Bắc. Mà bởi vì cái tuần trước đó em đi em một bạn em đi ấm a. À. Em đi cái tuần sau đó thôi cái hả. Ừ. À, trời ơi. Đài Loan là đỡ rồi đó em. Chứ em mà đi Thượng Hải á, nó còn giàu còn ác nữa. Ừ, anh đi anh ngày xưa anh đi mấy năm liền anh đi Thượng Hải anh học mà. Giàu nhiều lắm. Anh ăn chay anh không biết. Anh ăn chay đâu biết ta cá ăn thịt đâu. Nói chung anh ăn ở bên đó em là anh đi nước ngoài á, là có gì ăn đó à, chứ không có phải là giống như là được chọn lựa, tại vì mình đi theo nhóm của người ta mà, ví dụ người ta kêu được cái gì cho mình ăn á, thì mình cứ cố gắng mình ăn thôi, nhưng mà vẫn là phải là thí dụ như ăn rau cạnh thịt nha, chứ không phải là ăn thịt luôn nha. Thí dụ như trong cái món đó người ta có cái gì đó, ví dụ như là có thịt xào rau gì đó thì mình chỉ ăn rau thôi, mình không ăn, mà không ăn thịt đó, chứ không phải là ăn, chứ không phải là nói có gì ăn đó là ăn thịt luôn thì không phải. Trời ơi đại chị, em tới cái ngày cuối của em ở Đài Loan á, cuối cùng em vô nhập một cái quán Thượng Hải ở Đài Bắc. À. Trời ơi mấy vợ. À. Không hợp gu. À. Không hợp gu. Đi chơi mà ăn uống không được á là như cực hình vậy. Tại vì giờ nó rất là mệt rồi đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ cái ngày cuối mình xả mình ăn cái chỗ nó ngon hơn. À. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đài Loan đi ok. Hôm bữa anh đi mặc dù anh Đức là đi học là chính, nhưng mà anh vẫn kiểu là có một chút trải nghiệm ở bên đó, nó cũng ok, không đến nỗi. Đó, hay như vậy ha. Okay. Ngay trong tổ sư đại đức nhiều đời Trung Quốc có rất nhiều vị là Bồ Tát cổ Phật tái sanh. Ứng Hóa Đinh, gần đây nhất các bạn mọi người đều biết đại sư Ứng Hóa là Bồ Tát đại thế chí thế giới tiên cương cực lạc.
Bên này hơi ít tóc rồi. Mỏng hơn bên kia nhiều. Tính ra cái phần tóc ở phía trước em á, nó cũng bị rụng khá nhiều á. Thế này chịu khó dùng cái tích mọc á, cho nó mọc lên. Vậy mua chi vậy? Hả? Mua chi cho tốn tiền vậy? Tốn tiền tốn cũ mà không xài. Trời ơi, em mua bất cứ cái gì em cũng phải xài. Thì em xài ít nhiều gì mình mới biết nó work hay nó không work. Không? Không xài đâu được. Đốt phương cắt để làm gì? Không. Phương, đốt phương đi cắt để làm gì? Cho nó lộ cái mai này ra nè. Tại cái này á, mình cắt mình đi chéo xuống vậy, dòng đường nó chạy về đây nè, một lớp này nó chạy về đây nè, không lớp ở đây nè, nó chạy về hướng này và cái mai này nó đẩy ra ngoài thì nó lộ cái mai này ra nhiều hơn, hiểu? Nhưng mà cắt sao phải đủ để dán tay nha, cắt hồi nó cục một lại cắt đó, nhớ chừa cái chỗ này lại, chỗ này chừa lại để mình che lại cái phần thịt ở phía sau tay. Tại vì nếu mình để lộ cái này ra, nhiều khi có nhiều người khuyết điểm của họ, cái chân tóc nó bị chạy vô trong đây nè. Nó tạo cái khoảng hở này nhiều, mà cái mặt của người nữ Việt Nam mình nó mặt thường hay to. Mình đây mình che lại, che bớt cái gương mặt người ta lại, làm nhỏ cái mặt người ta lại. Bác sĩ, tóc này bác sĩ cứu không được. Đợi đi, đợi, mày đợi anh giảng sanh về cực lạc đi, rồi anh hỏi Phật xem cái mặt mày cắt làm sao, rồi tao về tao cắt lại cho tao. Thời sắp tới rồi phải không? Mà quan trọng thời sắp tới mà khi nào nó tới mới là cái vấn đề. Ủa Cường, nãy giờ mày có quay không vậy Cường? Có ai nói năng gì không? Chắc ta tập trung người ta coi á. Chỗ mất liên kết trong này không, anh nói ra thợ anh vì sao tại nãy mình nâng lên cao để bỏ thì để cho không bị dồn cục ở đây này, cái chỗ nó làm sao mặc dù nhìn là liên kết thì chắc là có mất liên kết nhẹ ở trong đó. Hả? Ai sao cãi? Rồi sao bây giờ cãi không? Nãy lúc em phải để ý cái lúc mà anh nâng tóc lên anh cắt á. Nâng khá là chính giữa anh nâng nhưng mà anh nâng cao hơn bình thường rồi anh bỏ đi.
Mà bữa phải nhìn anh mấy cái thao tác của anh làm á, để ý kỹ mấy cái thao tác á, từ cách chia tóc, cách chạy tóc, cách bắt tóc, cách đảo đầu lược nữa. Nhìn này các nhìn tự nhiên kết nối đúng không? Quay kỹ quá vậy. Ở trên đó có nào mà đi nhậu sao quay kỹ gì vậy? À, mất kết nối xong rồi mình kết nối lại. Đều là thượng tướng người xuất gia, anh là hàng xuất gia.
vẫn chéo đi ra hướng ra ngoài, đừng có chéo vô trong. Chưa phải lúc đây chéo vô trong đâu. Chéo vô trong á, nhiều khi cắt không quen nó dễ mất gốc lắm. Chéo ra ngoài trước. Rồi, giờ mình chia lại. Ui, hên quá. Có vỏ. Kết nối điểm này, bỏ kết nối điểm này. Lấy phần này ra. Lấy phần này ra. Phần này là giữ lại nè. Đừng loại tầng của nó nha. Chia phần này ra. Bỏ đi điểm nhọn ở chính giữa. Mình bỏ đi điểm nhọn ở chính giữa. Vô hình chung mình sẽ tạo tầng cho tóc. Tóc sẽ có thêm chút xíu tầng nữa, chút xíu cái layer nữa. Máy 46 sẽ kéo hơi lệch qua đây để tạo tầng. Rồi, lụm. Xong. Sấy con. Rồi, chút xíu gặp lại.